bị đâm nhiều nhát dao vì không chịu nhậu. Mời nhậu nhưng bị cự tuyệt, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, để rồi người mang thương tật, người ngồi sau song sắt với 11 năm tù. Ngày 11 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 2003, trú tại xã Eo, Yagrei, Gia Lai, ra xét xử sơ thẩm công khai về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố, vào khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tại nhà anh Phạm Văn Truy, xã Eo, đã tổ chức tiệc tất niên với nhiều người tham dự. Sau khi đã uống bia, Nguyễn Quốc Việt đi ngang qua phòng ngủ của anh Truy, thấy anh Trịnh Trung Đê đang nằm trong phòng ngủ của nhà anh Truy, nên gọi anh Đê dậy để tiếp tục nhậu. Lúc này, anh Đê không đồng ý, nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù đã được chủ nhà và bạn nhậu can ngăn, Việt rất ấm ức nên không về mà quay lại lấy con dao hiệu Kiwi Brand dài 21cm, có mũi nhọn, tiếp tục thách thức đánh nhau với Đê. Thấy vậy, anh Đê đã dùng tô vít đâm trúng vùng lưng và chân trái của Việt. Lập tức, Việt đã dùng dao đâm anh Đê 5 nhát vào vùng hạ sườn phải, vùng ngực, vùng bụng và bả vai trái. Hậu quả, anh Đê bị thương tích tổn hại 39% sức khỏe. Hành vi nêu trên của Việt là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe của anh Đê chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình dự tiệc tất niên mà bị cáo đã dùng dao hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể của anh Đê. Việc anh Đê không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của Việt. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên Nguyễn Quốc Việt phạm tội giết người với hình phạt là 11 năm tù. Trần Sĩ, Công Lý.